Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã nói với Tổng thống Miến Điện ông Thanh Sen vào tối hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện các bước để giảm bớt lệnh cấm nhập khẩu từ quốc gia này, mang lại lợi ích lớn cho quốc gia Đông Nam Á, trong khi Miến Điện đang bắt đầu bước ra khỏi sự cô lập về chính trị và kinh tế. Trong cuộc gặp mặt bên lề của Hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, bà Clinton đã nói với ông Thanh Sen rằng để công nhận sự tiến bộ hướng tới cải cách và để đáp ứng các yêu cầu từ cả chính phủ và phe đối lập, Hoa Kỳ đang tiến hành bước kế tiếp trong việc bình thường hóa mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Bà Clinton cũng đã nói, bà hy vọng điều này sẽ cung cấp nhiều cơ hội hơn cho người dân Miến Điện bán hàng hóa của mình vào thị trường Hoa Kỳ. Tuyên bố của bà Clinton đánh dấu một bước xa hơn trong việc thiết lập lại mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Miến Điện, đem đến các lợi ích kinh tế và chiến lược cho cả hai bên. Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tuần trước đã xóa bỏ các biện pháp trừng phạt cá nhân chống lại ông Thanh Sen, người 67 tuổi, một cựu tướng lãnh đã nổi lên như là một chất xúc tác cho một làn sóng cải cách không thể tưởng tượng cách đây một năm. Bước kế tiếp sẽ loại bỏ thêm các hạn chế đã cô lập đất nước Miến Điện trong hai thập niên qua, siết chặt nền kinh tế nghèo đói của Miến Điện và đẩy quốc gia này tới gần hơn quỹ đạo của Trung Cộng. Quốc hội cũng đã thông qua một dự luật cho phép Tổng thống Barack Obama hủy bỏ lệnh cấm Hoa Kỳ tham gia trong việc cung cấp các khoản vay phát triển từ các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới cho quốc gia cựu thuộc địa của Anh Quốc. Nhưng quyết định kết thúc lệnh cấm nhập khẩu của Hoa Kỳ hứa hẹn mang đến lợi ích lớn hơn nhiều, mở đường cho đầu tư nước ngoài hơn, có thể tạo ra công ăn việc làm, hiện đang hết sức cần thiết. Liên minh châu Âu trong tháng này đã đồng ý cho Miến Điện vào hệ thống ưu tiên. Đây là một chương trình cho phép các nước nghèo tiếp cận với thị trường châu Âu mà không có giới hạn hoặc thuế. Chính phủ dân sự chủ trương cải cách của ông Thanh Sen đã lên nắm quyền vào tháng 3 năm 2011, kết thúc 5 thập niên cai trị của quân đội. Chính phủ đã bắt đầu cải cách nền kinh tế, giảm bớt sự kiểm duyệt các phương tiện truyền thông, hợp thức hóa các tổ chức công đoàn và các cuộc biểu tình và trả tự do cho các tù nhân chính trị. Hoa Kỳ đã đáp trả bằng những cử chỉ ngoại giao và kinh tế. Bà Clinton đã đến Miến Điện vào năm ngoái. Bà là Ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên viếng thăm Miến Điện trong hơn 50 năm. Hoa Kỳ cũng đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt trong năm nay.